Theo như thống kê từ Viện Thần Kinh và Đột quỵ Trung ương thì cái triệu chứng tê bì chân tay kết hợp với đau nhức xương khớp nó đến từ 75% là các cái bệnh lý nguy hiểm. Hello, 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 xin chào mọi người, lại là mình đây, Chu Quang Huy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về 12 cái nguyên nhân gây tình trạng bị tê bì chân tay. 12 nguyên nhân gây tình trạng bị tê bì chân tay các bạn nhá. Đó, bởi vì theo như thống kê từ Viện Thần Kinh và Đột quỵ Trung ương thì cái triệu chứng tê bì chân tay kết hợp với đau nhức xương khớp nó đến từ 75% là các cái bệnh lý nguy hiểm. Đúng không ạ? Cho nên mình muốn chia sẻ cho các bạn kiến thức mà mình mới học được để các bạn có thêm những kiến thức về sức khỏe giúp cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Đúng không ạ? Thì thứ nhất đó là do bị thoái hóa cột sống. Cái nguyên nhân đầu tiên là do bị thoái hóa cột sống là nó khiến cho sụn khớp và đốt sống bị bào mòn cọ sát với rễ thần kinh gây tình trạng bị tê bì đau nhức. Nó tình trạng này nó xảy ra nhất vào thời điểm thay đổi thời tiết buổi đêm khi đi ngủ, đúng không ạ? Khi giao mùa đó. Cái thứ hai đó là do bị thoát vị đĩa đệm. Thì đây là cái nguyên nhân gây tê bì chân tay phổ biến nhất hiện nay luôn, đúng không ạ? Nó là bệnh lý thường gặp ở đĩa đệm cột sống và đĩa đệm thắt lưng. Thì khi mà cái đĩa đệm nó bị thoái hóa ấy, nó bị tràn ra khỏi cái bao sơ đĩa đệm, nó gây chèn ép lên các dây thần kinh của chúng ta, thì nó gây tình trạng bị đau. Nếu như ở đốt sống cổ thì gây tê tay, đốt sống thắt lưng thì gây tê chân, đúng không ạ? Tê bì chân đó. Cái thứ ba nó là do bị thoái hóa khớp, thì khớp tay, khớp đầu gối hoặc khớp háng ấy, nó sẽ bị bào mòn theo cái độ tuổi của chúng ta, đúng không ạ? Hoặc bị tổn thương do các yếu tố tiêu cực thì cũng gây tình trạng mà cử động khó khăn, bị tê bì chân tay đó. Cái thứ tư nó là bị viêm đa khớp dạng thấp, nó là do viêm đa khớp dạng thấp. Thì đây là tình trạng khớp tay, khớp chân bị viêm nhiễm tổn thương lâu ngày kéo dài, đúng không ạ? Và chúng ta không có cái chế độ dinh dưỡng cũng như là điều trị hợp lý thì nó sẽ gây ra tình trạng bị tê bì chân tay âm ỉ khó chịu lắm các bạn ạ. Mình có rất nhiều khách hàng của mình bị tê bì chân tay và vô cùng khó chịu, nó bứt rứt, nó khó chịu trong người vô cùng luôn, đúng không ạ? Cái thứ năm đó là bị hẹp ống sống. Thế đây là một dạng bệnh lý bẩm sinh, đúng không ạ? Do bị tổn thương hoặc là biến dạng cái đốt sống làm hẹp cái ống sống đi, thì khi đó các dây thần kinh nó chạy qua ống sống nó sẽ bị chèn ép và gây tê bì chân tay các bạn ạ. Tưởng tượng là trong cái đốt sống ta đâu một cái ống 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 sống giữa này, đúng không ạ? Thì nó có tủy, có dây thần kinh nó chạy qua đây đó. Thứ sáu là do bị đa xơ cứng. Đa xơ cứng tức là đây là một dạng bệnh tự miễn và có tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Tức là khi mà cái hệ cơ của chúng ta này, hệ cơ của chúng ta mà chúng ta không vận động, không làm mềm, không để cho nó được dẻo dai ấy, thì lâu ngày nó sẽ bị đa, bị xơ, bị cứng cái cơ này, và nó sẽ làm cho cái dây thần kinh dẫn đến tay, đúng không ạ, dẫn đến chân của chúng ta nó bị ảnh hưởng và nó sẽ gây ra tình trạng là bị tê bì chân tay. Đấy. Cái thứ bảy đó là bị viêm đa rễ thần kinh. Đúng không ạ? Viêm đa rễ thần kinh là khi mà cái hệ thần kinh của chúng ta bị tổn thương do chấn thương, do va đập, đúng không ạ? Do tác động ngoại lực đó, hoặc là do yếu tố bệnh lý bên trong đó. Thứ tám là do bị xơ vữa động mạch. Thì khi mà xơ vữa động mạch ấy, nó gây hẹp cái lòng mạch, đúng không ạ? Chèn ép dây thần kinh khi mà các dây thần kinh nó chạy qua cái động mạch đó đó. Thứ chín là do chấn thương, thì ví dụ như chúng ta bị ngã xe, bị tai nạn gây tổn thương vào cái dây thần kinh dẫn đến tay chân thì nó cũng gây bị tê bì chân tay đó. Thứ 10 là do sinh lý. Cái sinh lý thì nó có thể do hormone, do các cái yếu tố về sinh lý nó sẽ gây cho chúng ta tình trạng bị tê bì chân tay các bạn nhé đó. Thứ 11 là do tư thế làm việc. Do tư thế làm việc thì cái tư thế làm việc nó vô cùng quan trọng, bởi vì một ngày chúng ta làm việc 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng mà chúng ta không có tư thế làm việc đúng nó sẽ gây tình trạng bị tê bì chân tay, đều chấn thương cột sống, đúng không ạ, bị lệch đĩa đệm các thứ luôn đó. Thứ 12 đó là do thời tiết, do stress và mệt mỏi tác dụng phụ khi chúng ta dùng thuốc đó. Thì mọi người nhớ là 6 cái yếu tố đầu tiên, 6 cái yếu tố đầu tiên nó sẽ bị tức là nó ảnh hưởng nhiều nhất luôn đấy ạ, đúng không ạ? Còn 6 yếu tố sau thì nó sẽ ít gặp hơn, ít gặp hơn. Thì cái cách mà chúng ta cái cách mà chúng ta cần phải làm để hạn chế cái điều này đó là gì? Đó là thứ nhất đó là chúng ta cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ hai đó là phải vận động, tập thể dục thường xuyên đều đặn và không nên ngồi làm việc ở một tư thế quá lâu, đúng không ạ? Thứ ba là không nên nhìn vào màn hình máy tính quá 2 tiếng liên tục, thì nó sẽ gây ra tình trạng bị hoa mắt và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương của chúng ta
Đó, thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về 12 cái nguyên nhân gây tê bì chân tay, mọi người lưu ý và hãy chia sẻ cái video này, ấn subscribe, ấn chia sẻ để có thể cái kiến thức này nó sẽ giúp đỡ nhiều người hơn trong 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 cuộc sống của họ các bạn nhé. Ok, bye bye mọi người, xin chào mọi người nha.